CIA dự phóng Bắc Hàn sắp đủ khả năng tấn công Hoa Kỳ. Theo hai giới chức hàng đầu của Hoa Kỳ vừa cho biết, có thể chỉ vài tháng nữa thôi thì Bắc Hàn sẽ có đủ khả năng tấn công nước Mỹ bằng hỏa tiễn nguyên tử. Phát biểu trước cuộc hội thảo ở thủ đô Washington ngày 19 tháng 10, Giám đốc CIA là Mike Pompeo nhấn mạnh ông hết sức lo ngại về mối đe dọa tăng tiến từ Bắc Hàn và khả năng mối đe dọa này có thể khơi mào một cuộc đua vũ khí nguyên tử trên khắp Đông Á. Họ đã tiến xa trong việc này và giờ là lúc phải suy nghĩ cách làm sao chặn đứng bước cuối cùng, ông đã nói như trên. Cố vấn an ninh quốc gia là McMaster cho biết Washington đang chạy đua để giải quyết tình hình. Chúng ta chưa cạn thời gian nhưng đang hết dần thời gian. Ông McMaster đã phát biểu tại cùng buổi hội thảo như trên. Bình luận của hai giới chức này được đưa ra giữa lúc căng thẳng giữa Mỹ và Bắc Hàn đang dâng cao sau cuộc thử nghiệm nguyên tử mới nhất của Bình Nhưỡng vào hồi tháng trước. Dù cảnh báo rằng Bắc Hàn chỉ vài tháng nữa thôi là có thể nhắm mục tiêu vào Mỹ, nhưng giám đốc của CIA cẩn trọng không nêu rõ mối đe dọa nguyên tử của Bắc Hàn mạnh cỡ nào và liệu Bình Nhưỡng có thể chuyển nhiều đầu đạn nguyên tử tới các mục tiêu hay không. Các giới chức Bắc Hàn đã nhiều lần cảnh cáo Hoa Kỳ chớ có hành động khiêu khích. Và đầu tuần này, Phó Đại sứ Bắc Hàn tại Liên Hiệp Quốc, ông Kim In-ryong cảnh báo chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Ngoài ra, Bình Nhưỡng cũng tố cáo Hoa Kỳ chuẩn bị chiến tranh, viện dẫn sự hiện diện của hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan và các cuộc tập trận ở phía đông bán đảo Triều Tiên. Vào ngày 19 tháng 10, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ McMaster cho biết, Tổng thống Donald Trump đã chỉ thị cho nội các ngăn ngừa xung đột với Nga và thúc đẩy hợp tác song phương. Phát biểu tại Washington, ông McMaster nói rằng, Tổng thống Trump đã chỉ thị rất rõ ràng về mối quan hệ với Nga. Theo đó, tuy có quan điểm rất cứng rắn tại Trung Đông và Ukraine, nhưng Tổng thống Trump muốn bảo đảm ngăn chặn bất kỳ cuộc xung đột nào với Nga, cũng như thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác với Moscow. Ông McMaster cho rằng, có nhiều lĩnh vực mà Mỹ và Nga có thể hợp tác vì lợi ích chung, ví dụ như trong vấn đề Bắc Hàn. Theo ông, Nga có thể đóng vai trò tích cực với việc sử dụng ảnh hưởng của mình trong việc phối hợp chiến dịch của quốc tế nhằm gia tăng tối đa áp lực đối với Bắc Hàn, buộc nước này phải thay đổi đường hướng và coi đây là cơ hội cuối cùng để tránh những hậu quả thảm khốc. Quan hệ giữa Nga và Mỹ tiếp tục gia tăng căng thẳng trong thời gian qua với những tranh cãi ngoại giao về các đòn trả đũa. Mới đây nhất, giới chức Nga đã chỉ trích mạnh mẽ hành động gỡ bỏ quốc kỳ Nga tại các tòa nhà ngoại giao của Nga ở San Francisco và cơ quan đại diện thương mại Nga tại thủ đô Washington. Một người phụ nữ từng nói rằng Tổng thống Donald Trump đã sờ soạng bà trong một cuộc họp vào năm 2007, vừa đệ đơn lên tối cao pháp viện tiểu bang New York, đòi ban tranh cử của ông Trump giao nộp bất cứ tài liệu nào liên quan đến những cáo buộc tương tự. Bà Summer Zervos, một cựu thí sinh của chương trình truyền hình thực tế The Apprentice của ông Trump, đang tìm kiếm tất cả các tài liệu từ ban tranh cử của ông liên quan đến bất cứ một người phụ nữ nào cáo buộc ông Donald Trump đã chạm vào họ một cách không thích đáng. Jack Doyle cho biết bà Zervos nêu tên của 9 người. Tổng thống Trump trước đây đã bác bỏ các cáo buộc của bà. Vào hôm thứ Ba, khi được hỏi về Jack Doyle vừa kể, một cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump gọi đó hoàn toàn là tin giả. Ông nói đó chỉ là chuyện bịa đặt và thật đáng xấu hổ, đó là những gì xảy ra trong thế giới chính trị. Ban tranh cử của ông Trump chưa đưa ra lời bình luận gì về vụ này. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ là ông Jeff Sessions vào ngày 18 tháng 10 đã từ chối trả lời những chất vấn của các nhà lập pháp liên quan đến nội dung của các cuộc thảo luận giữa ông với Tổng thống Trump liên quan đến nước Nga. Và đồng thời khẳng định là ông không khai gian với Quốc hội về các cuộc tiếp xúc của ông với người Nga trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống năm ngoái. Trong buổi điều trần trước các thượng nghị sĩ Dân Chủ thì ông Sessions đã phủ nhận về việc gây hiểu lầm cho các thượng nghị sĩ trong buổi điều trần chuẩn nhận ông vào chức Bộ trưởng Tư pháp trước đây trong năm, khi mà ông tuyên bố là ông chưa từng gặp các giới chức của Nga ở trong chiến dịch tranh cử Tổng thống vào năm ngoái. Sau khi có tiết lộ vào tháng 3 năm nay là ông Sessions đã gặp đại sứ Nga là ông Sergei Kislyak ít nhất là 2 lần trong năm 2016, thì ông Sessions buộc phải đứng ngoài những cuộc điều tra xem là Nga có can thiệp tới cuộc bầu cử của Hoa Kỳ hay không và những phụ tá vận động tranh cử cho ông Trump có thông đồng với nước Nga hay không. Washington Post vào tháng 7 loan tin là các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã bắt được những cú điện thoại trong đó mà đại sứ Kislyak
Washington Post vào tháng 7 loan tin là các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã bắt được những cú điện thoại mà trong đó đại sứ Kislyak nói với Điện Kremlin là ông đã có những cuộc thảo luận với ông Sessions về lập trường của ông Trump ở trong mối quan hệ Mỹ-Nga. Bộ trưởng Tư pháp Sessions vào ngày hôm qua nói rằng ông không thể nhớ lại cụ thể những chi tiết về cuộc nói chuyện đó. Những sự khước từ này lại càng khiến cho các nghị sĩ của Đảng Dân Chủ thêm bất bình với chính quyền của ông Trump về việc mà họ gọi đó là hợp tác không thỏa đáng với cuộc điều tra. Trong khi đó, Hoa Kỳ muốn gia tăng quan hệ với Ấn Độ để đối phó với Trung Quốc. Hoa Kỳ muốn tăng cường mối quan hệ hợp tác với Ấn Độ cả về kinh tế lẫn quốc phòng để đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson tuyên bố trước khi lên đường sang thăm Tân Delhi vào tuần tới. Ngoại trưởng Tillerson phát biểu rằng Hoa Kỳ đang tìm kiếm các mối quan hệ mang tính xây dựng với Trung Quốc, nhưng sẽ không chùn bước trước những đe dọa từ nước này đối với luật quốc tế, chủ quyền của những nước láng giềng. Ông cũng nói cả Ấn Độ và Hoa Kỳ nên giúp các nước khác trong việc bảo vệ chủ quyền của mình, xây dựng kết nối mạnh mẽ hơn và có tiếng nói lớn hơn trong kiến trúc khu vực. Ngoài ra, Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng nói Washington đang tìm cách mời các nước khác, bao gồm cả Australia, tham gia vào hợp tác an ninh hiện có giữa Hoa Kỳ, Ấn Độ và Nhật Bản. Đây hợp tác mà Bắc Kinh phản đối vì cho rằng các nước đang hợp tác với nhau để chống lại Trung Quốc. Và tháng 11 tới đây, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ lên đường công du Á Châu, trong đó có Việt Nam và Trung Quốc. Quân đội Thái Lan vào ngày 19 tháng 10 thông báo sẽ phối hợp với Hoa Kỳ để tổ chức cuộc tập trận Cobra Gold Hổ Mang Vàng 2018. Đây là cuộc tập trận đa phương thường niên lớn nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương, diễn ra từ ngày 13 đến ngày 23 tháng 2 năm 2018 tại Vịnh Thái Lan. Cuộc tập trận Cobra Gold 2018 có sự tham gia của hơn 12.000 binh sĩ đến từ 29 quốc gia. Hoa Kỳ là nước có số lượng quân nhân tham gia đông nhất với dự trù là 5.800 người, sau đó là Thái Lan với 5.600 người, Nam Hàn với 200 người. Trong khi đó, Trung Quốc và Ấn Độ mỗi nước cử 44 dân sự. Các căn cứ quân sự Surathambithak và Suranari của Lục quân Hoàng gia Thái Lan cũng như tại căn cứ số 1 của Không quân Hoàng gia Thái Lan ở tỉnh Nakhon Ratchasima đã được chọn làm nơi tổ chức diễn tập. Bảy nước tham gia toàn bộ các hoạt động bao gồm Mỹ, Thái Lan, Singapore, Nam Hàn, Indonesia, Nhật Bản và Malaysia, trong khi 10 nước khác tham gia với tư cách quan sát viên. Ấn Độ và Trung Quốc cũng sẽ tham gia cuộc tập trận, nhưng chưa có thông tin chi tiết về việc hai nước này sẽ đóng vai trò như thế nào. Đặc biệt, Mỹ sẽ điều 6 máy bay F-16CM, 10 máy bay F-18D, 4 máy bay vận tải C-130 để tham gia tập trận. Ngoài ra, tàu tấn công đổ bộ USS Bonhom Richard của Hải quân Mỹ cũng sẽ góp mặt trong sự kiện này. Sài Gòn xếp hạng 6 trên 10 đô thị nguy hiểm nhất thế giới. Theo một xếp hạng của tạp chí The Economist công bố vào cuối tuần qua, thì thành phố Sài Gòn mà sau năm 1975, chính quyền Hà Nội đã đổi tên, bị xếp thứ 6 trong số 10 đô thị nguy hiểm nhất thế giới. Theo đó, với tên chính thức, chỉ số các thành phố an toàn 2017, báo cáo đánh giá 49 tiêu chuẩn khác nhau về an ninh trong các lĩnh vực kỹ thuật số, sức khỏe, hạ tầng cơ sở và cá nhân để xếp hạng 60 đại đô thị. Hà Nội không nằm trong bảng đánh giá. Trong 10 thành phố nguy hiểm nhất thế giới, Á Châu và Trung Đông có tới 7 cái tên. Sài Gòn đứng thấp hơn Tehran của Iran và Manila của Philippines. Trên 4 thành phố đội sổ là Jakarta của Indonesia, Dhaka của Bangladesh, Yangon của Miến Điện và Karachi của Pakistan. So với bảng xếp hạng đầu tiên được công bố cách đây 2 năm, Sài Gòn năm nay bị tụt hạng 10 bậc. Ngược lại, trong 10 thành phố an toàn nhất thế giới có 6 cái tên của Á Châu Thái Bình Dương, đứng đầu là Tokyo, Singapore và Osaka. Các thành phố thuộc nhóm an toàn nhất là nơi có chăm sóc sức khỏe tốt nhất, hạ tầng vận tải công cộng thuận tiện và giá bất động sản rất cao. Đối lập lại những đô thị chót bảng, trong đó có Sài Gòn, hầu hết nằm ở các nước đang phát triển và quá tải về dân số. Tin đến từ Trung Quốc, thưa quý vị. Quân đội của Trung Quốc sẽ tiến hành nâng cấp vũ khí hạng nặng và cải tổ bộ máy quân nhân nòng cốt dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình, hướng tới mục tiêu là đưa quân đội của Trung Quốc trở thành lực lượng vũ trang thuộc đẳng cấp của thế giới trong 3 thập kỷ tới đây. Đặt ra kế hoạch đầy tham vọng cho quân đội Trung Quốc ở tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19. Nhà lãnh đạo Trung Quốc tuyên bố là quân đội Trung Quốc phải được hiện đại hóa vào năm 2035 và trở thành quân đội hàng đầu vào năm 2050.
Hiện nay ông Tập Cận Bình đang hối thúc quân đội Trung Quốc hãy tăng cường thiết bị và thay đổi nhân sự, cũng như là khuyến khích nhiều tướng trẻ tuổi để nhằm đưa lực lượng quân đội mang tận ngang tầm với các đối tác của phương Tây. Mục tiêu trở thành quân đội hàng đầu vào năm 2050 chứng tỏ là ông Tập cảm thấy là Trung Quốc sẽ phải đối mặt với nguy cơ khủng hoảng an ninh ngày càng gia tăng. Trong khi năng lực chiến đấu của quân đội Trung Quốc vẫn còn thấp so với các cường quốc ở trên thế giới như là Hoa Kỳ. Giới phân tích nhận định, Quân ủy Trung ương Trung Quốc, nơi mà ông Tập giữ vai trò chủ tịch, cũng có kế hoạch cải tổ. Có gần 90% đại biểu quân sự tham gia vào đại hội đảng lần này là những nhân vật mới, trong khi hai thành viên cốt cán của quân ủy Trung ương đã bị sa thải, bao gồm có cựu tổng tham mưu trưởng của Bộ Tham mưu Liên hợp là tướng Phòng Phong Huy và cựu chủ nhiệm của Tổng cục Chính trị là ông Trương Dương. Và đó là chương trình tin tức tổng hợp cuối tuần của Sài Gòn TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật bình an và hạnh phúc. Trân trọng kính chào.